Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị và các bạn đến với chương trình Âm nhạc tỏa sáng. Chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Âm nhạc Thành phố phối hợp thực hiện. Ngoài kênh radio ở tần số FM 99.9 MHz, thì quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình này tại trang web của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là www.voh.com.vn, hoặc là chúng ta có thể nghe chương trình một cách tiện lợi và dễ dàng thông qua app ứng dụng VOH Radio Online. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề giai điệu từ trái tim của chương trình Âm nhạc tỏa sáng, thì ngày hôm nay Nam Hiệp xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nữ nhạc sĩ trong màu áo lính. Đó chính là thượng tá, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lan, nguyên phó đoàn văn công quân khu 7. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ nha. Xin chào nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lan ạ. Dạ, xin chào Nam Hiệp. Xin chào thính giả nghe đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Võ Thiên Lan đã đến với chủ đề giai điệu từ trái tim, một chủ đề do Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Thì nhạc sĩ Võ Thiên Lan cũng là một trong những nhạc sĩ mà đã hào hứng tham gia chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với một trong những ca khúc trong chuỗi chương trình này, đó là ca khúc mang tên Những Chiến Sĩ Thầm Lặng. Không biết là ca khúc này thì mình sáng tác trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc như thế nào ạ, thưa nhạc sĩ? Dạ, khi mà dịch bệnh COVID bùng phát ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì toàn bộ hệ thống chính trị, cả nhà nước chúng ta và cả những người bác sĩ, những thiên thần áo trắng, rồi tất cả nói chung, mỗi người, mỗi việc, mỗi cách rất là thầm lặng để mà chung tay chống lại đại dịch COVID. Dạ. Và đọc ở trên trang mạng, báo chí thì tôi thấy rằng là rất là cảm động, rất là cảm kích và không có biết nói lên cái lòng biết ơn đối với những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Dạ. Và họ âm thầm, họ rất là âm thầm làm trọn vẹn bổn phận của mình. Và phải nói là cái đại dịch COVID đã để lại nhiều cái cuộc chia tay không hẹn ước. Những người làm việc trên tuyến đầu có khi là 6-7 tháng chồng không được gặp vợ, vợ không được gặp chồng, và cha không gặp con không gặp mẹ, và mọi người không được gặp nhau. Yeah. Đó. Và họ âm thầm đóng góp cái khả năng của mình để cùng chống lại đại dịch. Đó là những cái cảm xúc để mà cái tác phẩm Những Chiến Sĩ Thầm Lặng để ca ngợi những cái đóng góp rất là âm thầm trên cái tuyến đầu chống đại dịch COVID. Vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận ngay sau đây ca khúc Những Chiến Sĩ Thầm Lặng, nhạc và lời của nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Võ Thiên Lan với phần thể hiện của tốp ca Đoàn Văn Công Quân khu 7 nha. Những con người Việt Nam cùng nhau nắm tay ta chống COVID. Dù áo lính xanh anh hùng hay những thiên thần áo trắng, trên bầu trời soi cánh hiên ngang, trên bay đưa những người con đất Việt về với đất mẹ thương ngàn đời, giơ giơ vung tay và chào đón. Chiến sĩ ngày hôm nay vang mãi niềm tự hào, chiến sĩ Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Những Chiến Sĩ Thầm Lặng, nhạc và lời của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lan qua phần thể hiện của tốp ca Đoàn Văn Công Quân khu 7. Chúng ta có thể cảm nhận được hình tượng những người chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiên Lan, Những Chiến Sĩ Thầm Lặng. Hình ảnh người chiến sĩ hiện lên dẫu cực khổ nhưng mà rất là kiên cường, đầy niềm tin và lạc quan.
chúng ta có thể cảm nhận những ca từ như là chiến sĩ ngày hôm nay vang mãi niềm tự hào, chiến sĩ của ngày mai còn mãi một niềm tin, Covid sẽ bị đánh tan, cho đất nước mai sau lại bừng sáng. Những chiến sĩ kiên cường, những chiến sĩ rạng ngời, những chiến sĩ thầm lặng, những chiến sĩ ngời sáng. Không biết là để mình sáng tác được ca khúc này thì có mất nhiều thời gian không ạ? Thực sự ra thì cũng không phải tôi nghĩ là nhiều nhạc sĩ qua cái đại dịch Covid này rất là nhiều cảm xúc, nhiều cái ý tứ, nhiều cái tứ trong cái cuộc đại dịch Covid này. Thực sự là nó đã mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Và chính vì như vậy mà mình viết cũng khá là nhanh. Bởi vì thực sự ra mình đọc trên báo mạng cái việc đóng góp, cái việc hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ ở trên tuyến đầu gây cho mình rất là nhiều cảm xúc. Cho nên mình viết cũng khá nhanh với cái tác phẩm này, và cũng có cái sự thôi thúc để coi như là một cái món quà tinh thần tặng đến các chiến sĩ thầm lặng, các chiến sĩ trên tuyến đầu, để động viên họ và cầu chúc cho họ thêm được nhiều sức khỏe, được sự bình an để mà họ tiếp tục đóng góp trên cái mặt trận chống dịch Covid. Dạ, và nhạc sĩ Võ Thiên Lan cũng là một người khoác áo lính, cho nên dường như mình cũng rất là thấu cảm, hiểu rất là nhiều về cái công cuộc phòng chống dịch của những người chiến sĩ đồng đội của mình, những người chiến sĩ thầm lặng, phải không ạ? Đúng vậy, thì ở quân khu 7 của chúng tôi, có người chiến sĩ miền Đông cũng đóng góp trên cái mặt trận mà chống dịch rất là quyết liệt. Các cái bệnh viện dã chiến của quân khu 7, rồi cả Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ để đưa hài cốt của nhân dân của mình về để chia sẻ cái nỗi đau của nhân dân trong cái đại dịch Covid này. Rồi các chiến sĩ từ các nơi, các sư đoàn về thành phố Hồ Chí Minh để mà đóng góp cái màu xanh áo lính thể hiện rất là nổi bật trong cái đợt chống dịch vừa rồi, để thấy rằng là những chiến sĩ không phải là chỉ cầm súng, và trong thời bình họ cũng đóng góp những cái sức lực của họ mỗi mặt trận. Họ đều thể hiện cái sự kiên cường của người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ. Tôi cảm thấy rất là hãnh diện khi cái màu xanh áo lính hiện diện xuyên suốt hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh trong cái đợt chống dịch vừa rồi. Tôi rất là tự hào và hãnh diện về cái màu xanh áo lính. Và càng ý nghĩa hơn khi mà ca khúc Những Chiến Sĩ Thầm Lặng của mình được thể hiện bởi những ca sĩ khoác áo lính, đó là tốp ca Đoàn Văn Công quân khu 7 nữa, đúng không ạ? Không biết là để mình thực hiện được một cái ca khúc như thế này thì quá trình sáng tác nè, rồi hòa âm phối khí, rồi mình chọn ca sĩ, rồi thực hiện một cái MV đi cùng nữa, thì nó có nhiều khó khăn áp lực cho mình không ạ? Đặc biệt là cái thời gian giãn cách xã hội như vậy ạ. Để quay cái MV này thì phải nói là đoàn trưởng hiện tại của chúng tôi là Trung tá Nguyễn Xuân Hùng. Là đoàn trưởng Đoàn Văn Công hiện nay là cũng rất là quyết tâm. Thì trong cái đợt giãn cách, tức là đợt phong tỏa mà quyết tâm để quay được cái MV này, thì phải động viên anh em vào trong đơn vị, rồi tập luyện cùng với nhau, rồi thu thanh ở tại Đoàn Văn Công, và biên đạo dàn dựng tại đơn vị hoặc quay tại đơn vị. Đó, và phải nói là đây là thể hiện một sự quyết tâm của chỉ huy đoàn và kể cả các anh em nghệ sĩ mà thể hiện cái tác phẩm này. Nói là tôi rất là cảm ơn. Và trong cái hoàn cảnh dịch rất là căng thẳng như thế mà vẫn quyết tâm để mà có được một tác phẩm đóng góp về cái tinh thần, một cái món quà tinh thần để động viên các chiến sĩ thầm lặng trên cái tuyến đầu chống dịch. Một cái món quà mà ngay trong cái đợt giãn cách nó là ý nghĩa và nó rất là giá trị ở chỗ đó. Chiến sĩ thầm lặng, những chiến sĩ
hay những thiên thần áo trắng. Trên bầu trời dài cánh hiên ngang, chuyến bay đưa những người con đất Việt về nơi đất mẹ yêu cả đời. Sao sớm vươn tay và chào đón, chỉ xin ngày hôm nay và mãi niềm tự hào. Chiến sĩ của ngày mai còn mãi một niềm tin, cố biết sẽ đi đánh bại cho đất nước mãi sau hình dáng. Những chiến sĩ kiên cường, những chiến sĩ sáng ngời, những chiến sĩ công lao, những chiến sĩ nơi xa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Âm nhạc tỏa sáng do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH và Hội Âm nhạc thành phố phối hợp thực hiện, với chủ đề của ngày hôm nay là Giai điệu từ trái tim hướng về dịch bệnh COVID-19, cùng với khách mời là Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Võ Thiên Lang. Chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên từ nhạc sĩ Võ Thiên Lang dành tặng cho thính giả của chương trình, đó là ca khúc Những Chiến Sĩ Thầm Lặng, với phần thể hiện của tốp ca Đoàn Văn Công Quân khu 7. Còn sau đây sẽ là một ca khúc thứ hai, cũng là một ca khúc hướng về đại dịch với một góc nhìn khác của nhạc sĩ Võ Thiên Lang. Chắc là nhạc sĩ sẽ chia sẻ về ca khúc này được không ạ? Dạ, thưa quý khán giả, cũng trong đại dịch này thì những cái nỗi đau mất mát của nhân dân trên cả nước, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta trong cái đợt dịch vừa qua, thì phải nói là hơn 2.000 trẻ em đã mồ côi, đã mất cha, đã mất mẹ, mất ông, mất bà, mất những người thân trong gia đình. Đó là một cái nỗi đau mà khi đọc qua những cái tin ở trên báo chí thì thực sự là tôi không biết là mình phải chia sẻ như thế nào với những cái nỗi đau mất mát đó. Và phải nói là nhiều khi mình cảm xúc quá mình viết cũng không có được. Yeah. Phải một vài tuần mới định thần lại, lắng dịu xuống thì mình viết mới được. Thì tôi cũng có một cái sự chia sẻ đến các em, đến với những gia đình có con em mà mất đi những người thân như vậy. Yeah. Mình phải nói là thì mình cũng không biết phải như thế nào. Rất là xúc động. Thì trong cái ca từ ngay từ đầu, vòng tay ấm áp của cha, từng tiếng hát mẹ ru, hôm nay bỗng rời xa, rồi tiếng nấc nghẹn ngào, trong bóng đêm đứng lặng câm. Yeah. Ngay cả các em cũng ngây thơ, cũng không có biết là mình phải khóc như thế nào. Tức là tôi nhập tâm vào cái hoàn cảnh của các em, để mà viết lên, để mà chia sẻ với các em. Nhưng tôi tin rằng các em sẽ vượt qua được cái nỗi đau đó. Và bên các em vẫn còn xã hội, vẫn còn tổ chức, vẫn còn những người thân, vẫn còn bạn bè, thầy cô động viên các em. Tương lai, ước mơ, tươi sáng vẫn đang chờ các em. Tức là những nỗi đau đó không tiêu cực, không trùng xuống, mà các em bên cạnh sẽ có những người thân để động viên các em vượt qua được cái nỗi đau đó. Và ước mơ, những tương lai tươi sáng vẫn còn đang chờ các em. Đó là cái thông điệp tôi muốn gửi đến các em, để một phần chia sẻ và cũng là một lời động viên để các em mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và tiếp tục cái hành trình của cuộc sống. Cái bài Ước Mơ Một Mái Ấm, tức là những em mà đã mất đi những người thân. Yeah. Trong cái đại dịch Covid, những các em ước mơ một cái mái ấm gia đình. Đó là sự chia sẻ và cái thông điệp tôi muốn gửi đến các em thiếu nhi cả nước, đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Ánh mắt mẹ yêu, hôm nay mai rời xa, tiếng nấc nghẹn ngào trong bóng đêm đứng lặng câm và chìm trong lặng sâu.
tràn ngập giấc mơ lệ nhòa gối đưa bao đêm dài. Một ngày mới đang bắt đầu, kỷ niệm ấy đi trong lòng. Anh chàng là bao niềm tin mừng bước bao đời, niềm hy vọng cuộc đời sáng tươi đón chờ, cuộc đời ấm áp. Chúng ta vừa đến với góc nhìn những cảm xúc của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Võ Thiên Lang nhìn về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với những hậu quả nặng nề mà nó để lại, và đặc biệt là với những trẻ em mồ côi cha mẹ sau đại dịch, thì chị đã có sự đồng cảm và cho ra đời một ca khúc thể hiện tâm tình của một người nhạc sĩ hướng về các em, mong là các em sẽ vượt qua những đau thương mất mát để hướng về cuộc đời tươi sáng phía trước. Như là những cái ca từ mà chị gửi gắm trong ca khúc này: cuộc đời sáng tươi đón chờ, cuộc đời ấm áp gọi mời, vòng tay của những tình yêu còn lại bên ta không bơ vơ. Và với ca khúc này thì có điều gì đặc biệt trong quá trình mình sáng tác hay không ạ? Như chị nói đó là những cảm xúc mà nấc nghẹn mà mình không biết phải sáng tác như thế nào, mình phải bắt đầu như thế nào, đúng không ạ? Dạ, khi mà báo chí chia sẻ những cái tin chung chung thì mình cũng thấm nghẹn được cái nỗi đau của những người mất đi những người thân trong đại dịch. Nhưng khi nói đặc biệt đến trẻ em thì mình cứ hình dung là những trẻ em bơ vơ, mất cha mất mẹ một cách đột ngột, tại vì rõ ràng là cái đại dịch nó quá kinh khủng. Tức là mất có khi là buổi sáng đưa vào bệnh viện là buổi chiều mất, hoặc là có khi là đưa đi rồi không có cái tin tức gì cả. Rồi một ngày đẹp trời đó thì là cơ quan gửi hài cốt đến. Tức là mình thâm nhập, mình đặt mình vào cái hoàn cảnh thì mình thấy là không có nước mắt nào để mà khóc. Cho nên phải nói là nó rất là đặc biệt. Mà thực sự ra là tôi cũng phải lắng động, cũng phải một vài tuần tôi mới viết được. Bởi vì khi mình xúc động, mình xúc cảm quá mình cũng không có viết được. Cũng phải là để lắng động lại thì mình mới có thể viết ra được khúc bắt đầu từ đâu. Giống như cái đêm ngày 19 tháng 11 là cái đêm mà tưởng niệm các nạn nhân mà qua đời vì đại dịch Covid. Đó, một mình tôi cũng thắp nến lên một mình tôi ở quê. Và tôi cũng hướng về với thành phố Hồ Chí Minh để mà tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch Covid, và rất là xúc động. Tới mãi nay mình cũng nghĩ là mình cũng sẽ viết một cái bài đặc biệt ở trong cái đêm đó. Nhưng mà tới nay mình vẫn chưa viết được. Có khi đó là như vậy. Có khi mình có ý tứ nó nhưng mà điều không phải là mình biết ngay được. Và với những ca sĩ thể hiện thì mình có cần chọn lựa quá kỹ cho một ca khúc như thế này không ạ? Hai cái tác phẩm của tôi đều là các nghệ sĩ của đoàn ban công khu khu 7. Thực sự là tôi làm việc ở đấy là hơn 30 năm, cho nên tôi hiểu được từng giọng ca của các em ở trong đó. Cho nên là thực sự ra tôi nghĩ là khi mà họ hát tác phẩm của tôi là họ cũng sẽ hiểu về tôi. Chúng tôi như là người một nhà. Và ban chỉ huy đoàn tạo điều kiện cho tôi hết sức, vừa phòng thu rồi tạo điều kiện cho các em nó có thời gian để nó thu bài của tôi. Cho nên là tôi nghĩ giống như một người nhà, tôi hiểu các em và các em cũng hiểu tôi. Nên khi mà tôi gửi gắm các em thu thì tôi rất là tin tưởng. Tôi nghĩ rằng là các em sẽ thể hiện tốt tác phẩm của tôi. Và cũng như là quý khán giả nghe qua tác phẩm thì quý khán giả cũng thấy rằng là các em là truyền tải, thể hiện cái nội dung rất là tốt. Và tôi cảm thấy rất là vừa ý và rất là khen ngợi đối với các em đã thể hiện rất là tốt tác phẩm của tôi. Đặc biệt là trong cái bài Ước mơ một mái ấm là của ca sĩ Chính Hưng và ca sĩ Tạ Hưng Lan đã thể hiện rất là tốt. Và các em thiếu nhi, tức là hai người con gái của một nhạc sĩ, là nhạc sĩ mà hòa âm cái bài Ước mơ một mái ấm cho tôi đó, là con gái của nhạc sĩ Vũ Công Minh. Hai người con gái của nhạc sĩ Vũ Công Minh là hai em thiếu nhi đã cùng hòa vào trong cái bài đó, nhất là ở cái đoạn sau. Cuộc đời sáng tươi đón chờ là cái đoạn đó, là cái đoạn là có giọng ca của thiếu nhi vào. Để cho thấy rằng là các em không đắm mình trong nỗi đau, cái nỗi đau mất cha mất mẹ mà các em vươn lên. Một ngày mới tươi đón chờ đó,
đó, em hát vào cái đoạn đó để cho cái đoạn nó sáng rực lên, dạ, thể hiện một cái sự mạnh mẽ, một cái sự vượt qua nỗi đau, dạ, cái ý tứ để thể hiện cái ca khúc. Rõ ràng là có ý tứ hết để cho các bé như là Vũ Đan Minh Hy rồi Vũ Minh Nhã Kỳ tham gia góp giọng trong tác phẩm này, đúng không ạ? Dạ. Từ khi ra mắt hai cái ca khúc này, hai cái đề tài trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì nhạc sĩ Võ Thiên Lan mình có nhận được những cái góp ý, những chia sẻ từ những nhạc sĩ đồng nghiệp, rồi những người đồng nghiệp chiến sĩ của mình, rồi đặc biệt là công chúng yêu nhạc không ạ? Dạ thì cũng không có dám khoe với thính giả, nhưng mà thực sự ra thì cái bài Những Chiến Sĩ Thầm Lặng thì được đón nhận rất là nhiều từ đồng nghiệp, rồi từ học trò, rồi các nhạc sĩ cũng có cái sự khen ngợi vì cái tác phẩm nó ra đúng cái thời điểm, yeah, và rất là kịp thời để động viên cái lực lượng trên tuyến đầu đó. Rồi cái bài Ước Mơ Mặt Mái Ấm thì nó ra đời cũng rất là hợp lý trong cái đại dịch Covid, thì tôi cũng mong được cái sự đón nhận của quý đồng nghiệp và quý thính giả nghe đài, dạ, để có thêm những đóng góp cho tôi trong cái phần sáng tác tác phẩm sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Võ Thiên Lan cùng với ekip của mình đã mang đến những cái tác phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa, kịp thời để động viên mọi người trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Và hy vọng là hai tác phẩm ngày hôm nay nói riêng cũng như là nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Võ Thiên Lan sẽ tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới nữa ạ. Vòng tay ấm áp của cha, từng ánh mắt mẹ yêu, hôm nay mãi rời xa, trong bóng đêm đứng lặng cơn, và chìm trong lặng sâu từ tận trong trái tim, ngàn lời yêu thiết tha bỗng chợt bao vỡ giữa đời, và rồi bao nhớ thương tìm về bên chúng con, kỷ niệm hữu thơ tràn ngập giấc mơ lệ nhòa gối tơ bao đêm. Cảm ơn hai ca khúc mà nhạc sĩ Võ Thiên Lan đã mang đến cho chương trình Âm Nhạc Tỏa Sáng ngày hôm nay. Không biết là những sáng tác mới mà nhạc sĩ đang ấp ủ thực hiện là gì, cũng như là công việc của mình dung hòa như thế nào giữa việc sáng tác và việc giảng dạy âm nhạc tại trường Đại học Văn Lang cũng như là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Dạ, thì cũng xin chia sẻ, thực sự nói là về vấn đề sáng tác, dạ, nó cũng là cái niềm đam mê của tôi. Cho nên lúc nào mà có thể có cái cảm xúc thì mình có thể là bắt tay viết ngay, yeah, hoặc là mình có thể ấp ủ. Đó, mình ấp ủ cái ý tưởng đó cho đến lúc mà có cảm xúc để bật ra được thì tôi cũng có thể viết. Nói chung là cảm xúc có được lúc nào thì mình viết lúc đó. Có khi nửa đêm, có khi buổi sáng, có khi buổi chiều. Bất chợt khi có cảm xúc là mình có thể bắt tay viết ngay, bởi vì đó là cái niềm đam mê và nó đã đeo đuổi với mình mấy chục năm rồi. Yeah. Cho nên nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề dạy học. Dạy học của tôi nó đã có giờ giấc, và mình cũng đã có cái sự chuẩn bị bài vở của mình để mà mình lên lớp với các học sinh. Cho nên cái việc giảng dạy và cái việc sáng tác nó không ảnh hưởng đến nhau nhiều. Yeah. Cho nên là tôi vẫn đảm bảo được.
Dạ vâng, xin chúc cho nhạc sĩ Võ Tiên Lan mình sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, có nhiều năng lượng để mình tiếp tục mang đến cho công chúng yêu nhạc nhiều tác phẩm âm nhạc ý nghĩa, hiệu quả, kịp thời nữa. Và đặc biệt là mình sẽ tiếp tục trao truyền ngọn lửa đam mê của mình, tình yêu âm nhạc của mình đến với các em học trò của mình và đến với những người yêu nhạc nữa ạ. Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp. Dạ. Và cảm ơn Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Đài VOH đã dành thời gian giới thiệu tác phẩm của tôi để gửi gắm động viên tinh thần của những chiến sĩ thầm lặng, để xin chúc cho họ bình an, dạ, khỏe và tiếp tục bản lĩnh trong cái cuộc chống dịch Covid. Dạ. Và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ, những tâm tình và những món quà âm nhạc từ Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Võ Thiên Lan. Và hẹn gặp lại nhạc sĩ trong một dịp gần nhất cùng với những tác phẩm âm nhạc mới nhất của mình nữa ạ. Những con người Việt Nam cùng nhau nắm tay ta chống Covid. Dù áo lính xanh anh hùng hay những thiên thần áo trắng, trên bầu trời soi cánh hiên ngang, chuyến bay đưa những người con đất Việt về với đất mẹ yêu nhà đời. Giơ giơ vung tay và chào đón, chỉ xin ngày hôm nay vang mãi niềm tự hào, chiến sĩ của ngày mai còn mãi một niềm tin, cô biết sẽ đi cánh ta. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình âm nhạc tỏa sáng ngày hôm nay theo chủ đề giai điệu từ trái tim cùng với khách mời là Thượng tá, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Võ Thiên Lan cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cũng như là chủ đề giai điệu từ trái tim. Nam Hiệp cùng với nhạc sĩ Võ Thiên Lan và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chống Covid, dù áo lính xanh anh hùng hay những thiên thần áo trắng, trên bầu trời dài cánh.